Bài thứ 13. Sự chết. Rồi sẽ có một ngày, có thể rất gần, chúng ta phải từ biệt cuộc đời, bạn bè và những người thân yêu của chúng ta. Vậy khi nào thì chúng ta quay trở lại? Không bao giờ. Chúng ta sinh ra, hiện diện trên trái đất này, rồi chết đi và sẽ không bao giờ trở lại. Cái thân xác mà chúng ta hằng yêu quý và săn sóc sẽ trở thành một nắm tro bụi, và linh hồn chúng ta sẽ run rẩy để trình diện trước mặt Thiên Chúa, Đấng tối cao. Khi chúng ta từ giả thế giới này, ước gì chúng ta được ra đi trong yên lặng, trong nơi xa thẳm của sa mạc, xa rời với thế giới này và những thú vui của nó. Hằng ngày, chúng ta vẫn thường chứng kiến những tấm gương ăn năn sám hối, nhưng chúng ta vẫn lòng chai dải đá, không một chút thay đổi. Những ngày sống của chúng ta trôi qua một cách vui vẻ, thoải mái, chẳng có một chút lo ngại gì về đời sau cả. Chúng ta vẫn cứ thờ ơ, dửng dưng với việc phụng sự Chúa, bởi lẽ cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chết. Nhiều người sống cả đời nhưng chẳng hề nghĩ đến sự chết. Thế rồi thần chết đến, họ chẳng còn gì trong người. Niềm tin, sự trông cậy và lòng mến, tất cả cùng chết với họ. Khi thần chết đến, 3/4 cuộc đời chúng ta đã có ích gì? Chúng ta có nghĩ đến Thiên Chúa, đến phần rỗi, đến linh hồn của chúng ta bao giờ không? Ôi, thế giới này thật dại dột biết bao. Chúng ta đến thế gian và ra đi mà chẳng bao giờ biết lý do tại sao. Thiên Chúa tốt lành đem chúng ta đến thế gian để phục vụ Ngài, để thử thách xem chúng ta có yêu mến và trung thành với các giới luật của Ngài hay không. Và sau thời gian thử thách ngắn ngủi ở trần gian này, Thiên Chúa sẽ thưởng phạt thật xứng đáng cho mỗi một người. Nói vậy, có người sẽ thắc mắc rằng Thiên Chúa có công bằng khi thưởng người lành và phạt kẻ dữ không? Để trả lời, chúng ta hãy tự hỏi mình. Một nhà tu khổ hạnh suốt đời ăn năn khóc lóc, đền tạ những tội lỗi mình, có thể nào được cư xử giống như người tội lỗi suốt đời dìm mình trong những thú vui xác thịt không? Câu trả lời thật dễ dàng. Không, chắc chắn là không. Vậy chúng ta sống ở thế gian này không phải để hưởng lạc, mà làm mọi cách để đạt được ơn cứu rỗi cho mình. Hãy chuẩn bị cho giờ chết của mình, đừng để phí mất một giây phút nào, vì nó sẽ đến lúc chúng ta không ngờ, nó sẽ khiến chúng ta hết sức ngạc nhiên. Hãy nhìn các thánh mà xem, các ngài sống trong sạch, nhưng vẫn luôn sợ hãi, luôn tiều tụy lo buồn vì sợ hãi. Còn chúng ta, những người thường xuyên xúc phạm đến Thiên Chúa, thì chẳng có chút lo lắng sợ hãi nào. Thay vì lo sao được kết lành, thì chẳng bao giờ nghĩ đến cái chết. Đầu óc chúng ta đầy dẫy những thế gian. Thỉnh thoảng Chúa soi sáng cho, nhắc nhở trong tâm trí, nhưng chúng ta luôn khước từ, không muốn nghĩ đến, cho dẫu đến giờ phút cuối cùng. Các con có biết giờ phút cuối cùng đó đáng sợ biết bao? Thiên Chúa không bao giờ muốn cho chúng ta phải chịu án phạt đời đời. Tên trộm lành là một ví dụ điển hình. Anh ta chết bên cạnh Chúa, chết trong sự ăn năn thống hối, nhưng chỉ có một mình anh thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng cứ ăn chơi xả láng, cứ đợi đến phút chót rồi hãy ăn năn cũng chưa muộn. Đó chỉ là mưu mô của ma quỷ. Hãy xét xem chúng ta có hy vọng được chết trong tay Chúa trong giờ phút sau hết không, trong khi cả cuộc đời chúng ta sống xa Ngài. Chúng ta đã làm gì để được xứng đáng lãnh nhận ân huệ cao quý đó?
có một vị khổ tu thánh thiện luôn lo sợ cho cái chết đang đến gần kề. Có người thấy vậy mới hỏi rằng: cha ơi, cha lo sợ cái gì vậy? Vị tu sĩ trả lời: cha sợ sự phán xét của Thiên Chúa. Người kia nói: cha là người ăn năn đền tội mỗi ngày, yêu mến Chúa tha thiết và chuẩn bị cho cái chết lâu như vậy mà còn sợ sự phán xét của Thiên Chúa sao? Như vậy thì con phải sợ đến mức nào đây? Để được sự chết lành, chúng ta phải sống tốt lành, phải nghiêm túc kiểm điểm chính mình mỗi ngày. Mỗi tối hãy xét xem mình đã làm gì suốt ngày. Cuối tuần xét lại mình đã làm gì trong tuần. Cuối tháng xét lại mình đã làm gì trong tháng. Và cuối năm xét lại mình đã làm gì trong năm. Với phương pháp này, chúng ta sẽ dần dần nên trọn lành và trở thành những tín hữu tốt lành trong thời gian ngắn ngủi. Và khi thần chết đến, chúng ta đã sẵn sàng, vui mừng và hạnh phúc trở về nhà cha.